của khúc hát. Em thường thường em sẽ cả cu cũng được mà không, em sẽ nâng cái này chỉ ba nhanh thôi. Độ nước nó ra màu đẹp lắm các bạn. To phết đấy các bạn. Cái củ này em to phết. To cũng được khoảng bắt tay. Mà em phải chặt cỡ hết. Này em chữa cái bài nước. Nó nóng hơn là sao? Nóng hơn là sao? Cái này là 100 nha các bạn nhé. 1 cân nhé. Xin chào tất cả các bác. Hiện tại là em cũng đã rửa xong hết rồi. Em đã phơi và ráo hết nước hết. Cái khắc của em là hiện tại em đã ráo hết nước. Cái này là 1 cân các bác. Cái này em sẽ ngâm với 5 lít rượu. 5 lít rượu. Này bình 5 lít. Đây, hiện tại là em bắt đầu cho rượu vào. Đã xong rồi các bạn. Tại thì 3 tháng rồi, sẽ sử dụng. Em có em sẽ cho các bạn xem một cái nó ra màu này. Thank you.